Tại Kiên Giang, sáng hôm qua ngày 25 tháng 1, nhằm ngày 4 Tết Quý Mão, Chư Tăng Ni đã vân tập về chùa Tam Bảo, thành phố Rạch Giá, văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh để lễ chư vị tổ sư và họp mặt đầu năm mới, chúc Tết đến chư tôn đức lãnh đạo Ban trị sự. Trong không khí đầu xuân, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Ban trị sự gửi lời chúc đến toàn thể tăng ni tín đồ Phật tử một mùa xuân an lạc và thành tựu mọi Phật sự, đặc biệt là công tác chuyển đổi số, hành chính điện tử. Trước đó, chư tăng ni tỉnh Bình Dương đã vân tập về tổ đình Hội Khánh, đảnh lễ giác linh chư vị tổ sư, tiền bối, khai sơ và khánh tuế đến chư tôn đức thường trực, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự tỉnh tán dương truyền thống tri ân và báo ân đã được chư tăng ni giữ gìn và gửi lời chúc đạo tâm tăng trưởng góp phần xây dựng ngôi nhà Phật giáo Việt Nam ngày thêm vững mạnh.